Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ngươi nói sao, uống rồi? Đây không phải là lúc nói đùa đâu. Ta đâu có nói đùa. Ngươi tưởng rằng ta mang Ôn Trạch tứ tán? Thì làm cách nào để chạy đến kết giới an toàn này chứ? Ngươi uống thật rồi sao? Đúng thế. Nếu không muốn để Hắc giáo đình có được địa thánh tuyền thì cách tốt nhất là uống nó đi. Tiểu tử, ngươi có biết là nếu như trước đây ngươi làm thế này thì sẽ bị thiêu sống hay không? Nhưng hiện tại ít nhất là có thể bảo đảm địa thánh tuyền không rơi vào trong tay của Hắc giáo đình. Tiểu tử này cũng rất thông minh. Xem ra chỉ cần phải đối phó với những con dược thương nang đó nữa thôi. Tất cả chú ý nghe lệnh của ta. Giết chết dược thương nàng, không chết không thôi. Giết chết dược thương nàng, không chết không thôi. Chảm không ta nhất định sẽ lấy đầu của người để tế bái những người đã chết của Bác Thành. Thủ lĩnh, Hiên Nương đã chuẩn bị xong. Tất cả theo ta. Những người thương nghĩa đều đợi bên ngoài. Sẽ có y tá chuyên môn đến giúp mọi người băng bó. Nhìn kìa, đó là thủ lĩnh Trảm Không, còn có cả đội Thiên Ưng. Tốt quá rồi, Bác Thành được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Giả dụ có thể trở thành quân pháp sư trấn thủ thành thì có thể bảo vệ nhiều người hơn. Như thế, cậu ở Thiên Đàng chắc chắn là cũng sẽ an tâm hơn. Phía dưới tháp quan sát, tiểu đội tuần tra mang tin tức về, nói bên ngoài có không ít hang động có dấu vết đào mới. Cũng chính là những yêu thú này đều từ thông đạo ở bên ngoài thành đến thủy đạo ngầm của Bác Thành hay sao? Đúng vậy, việc cấp bách bây giờ là tìm và lấp những cửa động đó, nếu không yêu thú sẽ không ngừng tràn vào trong thành. Chỉ là chúng ta không biết những cửa động đó nằm ở đâu, hang động, địa nào, thủy đạo ngầm. Thì ra Hắc giáo đình đã có kế hoạch cho vụ tai họa lần này từ lâu rồi. Bên phía đội săn yêu thành phố có manh mối. Ơi, cậu là Mạc Phàm sao? Nghĩ cậu là chỉ ghi chép hành trình của đội săn yêu hay sao? Đúng vậy, trước đó đội săn yêu từng giết cự nhãn tinh thử. Khu vực hoạt động của chúng là manh mối nói về cửa động. Tôi sẽ liên lạc với đội săn yêu thành phố. Đúng rồi, giáo quan Phan, tình hình ở trụ sở Tuyết Lĩnh Sơn thế nào? Ba tôi đang ở đó. Yên tâm, nơi đó an toàn hơn Bác Thành, ba cậu sẽ không sao đâu. Thế thì tốt. Đúng rồi, tôi còn một việc muốn làm phiền. Trong kết giới an toàn quá đông người, tôi không tìm thấy người thân ni tán đặt trong đây. Có thể giúp tôi kiểm tra xem hiện tại họ đang ở khu nào được không? Được, cậu theo tôi. Người cậu muốn tìm tên là gì? Diệp Tâm Hạ. Tâm trong trái tim, Hạ trong mùa hạ. Trong danh sách người ra vào không có tin tức của cô ấy. Thế à? Chân của Tâm Hạ không tốt. Không xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Đừng lo, có thể là tin tức chưa được cập nhật. Mạc Phàm, à không đúng. Mạc Phàm, sao cậu lại ở đây, đội trưởng? Được rồi, tạm thời hàn huyên lại đã. Nói cho chúng tôi nghe một chút về ghi chép hành trình của các anh đi. Khu Bắc Lệnh. Trước mắt chúng tôi đã kiểm soát được khu Bắc Lệnh. Tiếp đó là đường Quảng Thượng Thiên, Trấn Lục Phong và cả... Có địa động rõ ràng hay không? Có, ở trường trung học nữ sinh Minh Văn, lúc đó còn có một nữ sinh mất tích. Việc cấp bách bây giờ là chặn cửa động đó, chúng ta cần một tiểu đội hành động. Đội không cần quá đông, như thế sẽ rất linh động và dễ ẩn nấp. Tôi đi triệu tập người. Để cho tôi đi. Là đội trưởng đội săn yêu thành phố, tôi cũng coi như là đã có kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma. Đội trưởng tôi cũng đi. Tôi cũng đi. Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu dẫn đầu. Sư sinh của trường cấp 3 Thiên Nan Ma Pháp sơ tán thành công, lại phân tích ý đồ của Hắc giáo đình đối với địa thánh tuyền. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng vậy, hiện tại cậu đã trở thành anh hùng rồi đó. Anh hùng hay? Nếu như không cứu được Tâm Hạ thì những việc này làm gì có ý nghĩa gì chứ?
đội trưởng Trình đã tập hợp xong đội viên, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Không, tôi muốn đi. Chúng ta xuất phát luôn. Trung tâm thương mại Minh Văn. Mọi người theo tôi. Tôi tìm thấy một đường hầm, chúng ta có thể sơ tán bằng đường đó. Đi thôi, chúng ta cứ ở đây đợi cứu viện vẫn tốt hơn. Ai biết được dưới đó có gì. Cứu viện, đừng mơ mộng nữa. Sao họ lại quan tâm đến dân thường như chúng ta? Muốn đi thì theo tôi, muốn ở lại thì tự cầu phúc cho mình đi. Ây, chúng ta vẫn nên đi thì hơn, đúng thế. Cầu người không bằng cầu mình. Hùng hăng gì chứ, đi đi đi. Ở đây còn có một cô gái ngồi xe lăn nữa. Bỏ lại cô ấy không tốt lắm đâu. Vậy cô có thể làm gì được, đưa cô ta đi theo hay sao? Đúng thế, bây giờ đến bản thân còn khó bảo. Ai rảnh mà quan tâm đến cô ta chứ? Tôi. Không sao, cô đi cùng với họ đi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn bỏ rơi cô. Tôi có thể, cô có thể giúp tôi một việc được không? Cô nói đi, nếu làm được thì tôi nhất định sẽ giúp. Nếu như đến được khu an toàn, xin hãy chuyển cái này cho người nhà của tôi. Không ngờ Tiểu Khả lại không đi cùng chúng ta, mỗi người một chí hướng. Ban Thạch, cậu cũng đừng oán hận nữa. Mọi người dừng lại, phía trước có yêu ma. Ơi, cứu mạng. Tôi bình tĩnh. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là chặn cửa động, phải tránh chiến đấu không cần thiết. Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Đây là quân lệnh, chặn cửa động mới có thể cứu được nhiều người hơn. Đáng hận. Yêu ma đã rời đi rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trước mặt là trường trung học nữ sinh Minh Văn rồi. Trình đội, hình như nơi này có manh mối. Chắc những người này đi cùng nhau. Bọn họ chắc là sơ tán từ hạ thủy đạo. Kết quả, đường đó vốn là hang huyệt của cự nhãn tinh thử. Họ đang tự tìm đường chết hay sao? Đi thôi, chúng ta không hủy được đường vào của yêu ma thì càng có nhiều người phải chết. Chiếc vòng đó chẳng phải là quà tặng ta tặng Tâm Hạ vào sinh nhật 16 tuổi hay sao? Đúng rồi, Mạc Phàm ca ca, chẳng phải anh đã nói là do em chọn quà rồi sao? Không được sao? Đương nhiên là được rồi, chỉ cần Tâm Hạ muốn thì cho dù là sao trời anh cũng hái xuống tặng em. Một tiếng sau, quả nhiên Phàm ca không giỏi làm những việc tỉ mỉ thế này, một tiếng rồi mà mới làm được một sâu. Viên châu màu đen là kiệt tác của Mạc Phàm. Hay là anh mua cho em một cái mới nhé, đừng đeo cái này nữa. Cái trên tay bạn nữ kia không tồi, hay là em không cần. Đây là chiếc vòng mà Mạc Phàm ca ca đặc biệt làm cho em, là quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Em rất thích cái này, không đổi đâu. Thật hết cách với em. Bị bạn học chê xấu thì đừng oán hận anh đó nha. Không đâu, em muốn đeo nó hàng ngày. Được rồi, tại sao vòng của Tâm Hạ lại ở trên người của cô gái này? Siêu thị. Chẳng lẽ? Sao thế Mạc Phàm? Hình như tôi tìm thấy manh mối, chiếc vòng mà cô gái này đeo là của em gái tôi. Chiếc vòng tay này là của em gái tôi. Trong đồng phục thì là của nhân viên siêu thị bên cạnh trung tâm mua sắm dưới đất. Mạc Phàm, tuy cậu bảo vệ địa thánh tuyền, lập được công lớn, nhưng đội hình không thể nào vì cậu mà dừng thực hiện nhiệm vụ. Tiếp sau đây, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Tôi hiểu, chúc cậu may mắn. Tất cả tiếp tục tiến về phía trước. Cũng chúc mọi người may mắn. Trung tâm thương mại Minh Văn. Lôi ấn, lộ kích. May mà mình phát hiện ra nó rồi tấn công trước, nếu không thì thật không dễ đối phó. Có lẽ Tâm Hạ đang ở trong này. Bên trung tâm thương mại Minh Văn có xuất hiện ánh sáng màu tím, xem ra là một lôi hệ pháp sư. Mạc Phàm nhất định là hắn, ta phải giết chết hắn. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta còn có nhiệm vụ nữa. Ta biết rồi, các ngươi theo ta.
Hắc xúc yêu. Yo, không tồi ha. Ai đó? Không nhận ra ta sao? Là người. Nhận ra rồi chứ gì. Ây, thì ra là người. Mặt nạ mới cũng không tồi. Im miệng, đây đều là người ban cho đấy. Liên quan gì đến ta chứ? Thế ra công tử hẳn hoi thì không làm, lại đi làm tay sai cho Hắc giáo đình. Đáng lẽ là ta mới là người được vào địa thánh tuyền. Chỉ cần ta đưa địa thánh tuyền cho Tát Nãng đại nhân là có thể trở thành chấp sự của Hắc giáo đình rồi. Kết quả là bị ngươi làm hỏng mất chuyện tốt đấy. Ngươi có biết nỗi đau khi Tát Nãng đại nhân nhấn mặt ta vào quỷ toan thủy hay không? Ta cũng sẽ khiến ngươi phải trải nghiệm cảm giác đó. Không chỉ là mặt, mà ta còn muốn bắt ngươi ngâm mình trong quỷ toan thủy, biến ngươi thành nô lệ giống như là hắc xúc yêu. Hờm, thủ hạ bại tướng, cho dù trên tay ngươi có nhiều hơn một con hắc xúc yêu thì đã sao? Một con, bớt coi thường người khác đi, lên cho ta. Hỏa tư, bạo liệt. Ngươi chạy đâu cho thoát? Vũ Ngang lập tức quay lại, có một đội ma pháp sư đang tiếp cận cửa vào của yêu ma. Đáng ghét, lại gọi ta vào đúng lúc này. Được, ta qua đó ngay. Hắc xúc yêu rất giỏi truy tung. Chúng mà tóm được người chắc chắn là sẽ lột da của người. Ây, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi, Mạc Phàm. Lên tầng 2 trước xem có chỗ nào có thể ẩn náu được hay không. Ây, đuổi theo cũng nhanh thật. Cút xuống cho ông. Chúng sẽ không hôn mê quá lâu, phải mau chóng ra khỏi chỗ này thôi. Tầng 3 có phòng giám sát. Ở đó chắc sẽ an toàn. Tạ ơn trời đất, cửa không khóa. Chắc là có thể cầm cự được một lúc. Cái xe lăn đó. Tâm hạ. Lạnh quá. Là tâm hạ, tốt quá rồi. Tiêu rồi, các ngươi, họ chó phải không, đuổi sát quá. Mình không thể nào lãng phí thời gian ở đây được. Mỗi một giây trôi qua, tâm hạ lại càng gần với cái chết, nhất định là phải nhanh chóng qua đó mới được. Tiểu nê thù, ta là người thu nạp tất cả địa thánh tuyền, hiện tại ta phải cố gắng đột phá. Ngươi hãy ban hết năng lượng cho ta đi. Còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đây? Ngủ thiếp đi là sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa. Mạc Phàm, ca ca. Phòng giám sát. Tập trung tinh lực. Có sống sót được hay không thì phải xem hai tinh trần này rồi. Phá. Cho ta. Đây chính là trung giai. Tinh trần hóa tinh vân. Ở đây là tất cả rồi sao? Nếu là lửa tiếng trước thì có lẽ ta không thể làm gì được các người. Nhưng mà hiện tại thì... Liệt quyền. Oanh thiên.
Đây chính là uy lực của trung giai ma pháp. Tâm hạ, anh đến đây. Mau tránh ra hết cho ta. Tâm hạ. Tâm hạ, mau tỉnh lại đi, tâm hạ. Lạnh, lạnh quá. Phải mau chóng ngủ ấm em ấy mới được. Tâm hạ, giờ còn lạnh nữa không? Anh giúp em sưởi ấm. Tâm hạ, tâm hạ. Lạnh quá, tối quá. Đừng, bỏ mặc em, Mạc Phàm ca ca. Tâm hạ, mau tỉnh lại đi, Mạc Phàm ca ca. Tâm hạ, em còn tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Ngốc quá, sao anh có thể bỏ mặc em được chứ? Nào, em ngồi yên nha, anh sẽ đưa em ra ngoài. Mạc Phàm ca ca, anh sao vậy? Không, không sao. Từ lúc ra khỏi từ địa thánh tuyền đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi tí nào. Vì tìm tâm hạ cũng không có thời gian xử lý vết thương. Quả nhiên vẫn hơi miễn cưỡng. Tay của anh đang chảy máu kìa. Không sao đâu. Là do vừa lẫy đấu với hắc xúc yêu. Không được. Phải mau cầm máu trước đã. Đây, đây nè. Thần kỳ quá, không còn vết tích nào luôn. Khoan đã, để em kiểm tra xem chỗ khác có bị thương không đã. Tâm hạ, năng lực chữa trị của em mạnh quá. Nếu như một người bị cắt cổ mà được em chữa trị ngay thì có thể nào cứu sống được không? Trong thời khắc sinh tử đó thì trị liệu cũng không có tác dụng đâu. Thế à? Không ngờ tâm hạ của chúng ta lại lợi hại như vậy. Anh nghĩ chúng ta mà mở một y viện vô thống, mở một y viện vô thống mỹ dùng thì không biết là sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây nữa. Mạc Phàm ca ca, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi mà. Nào, quay về kết giới an toàn thôi. Mạc Phàm ca ca, sao trông chúng như là sợ hãi anh vậy? Đó là vì chúng không ngu ngốc, biết khí tức của anh mạnh hơn chúng. Khí tức lớn mạnh? Chẳng lẽ Mạc Phàm ca ca đã là trung giai ma pháp sư rồi sao? Đúng vậy. Hiện nếu đám tiểu yêu này không tổ chức thành nhóm tấn công thì căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Quy Na đã trở thành trung giai pháp sư nhưng chỉ còn hai tinh đồ chi thư, vẫn phải tránh chiến đấu thì hơn. Sao thế? Đám xúc sinh này tập trung thành đoàn đến tập kích ta thật sao? Mạc Phàm ca ca, sao anh biết? Sau khi tấn thăng lên trung giai, cảm chi năng lực cũng mạnh lên. Cho dù cách một hai con phố cũng có thể cảm nhận được. Chúng ta trốn trước đã, bám chắc lấy anh. Hình như chúng đang đuổi theo cái gì đó. Là giáo quan và đội trưởng. Mạc Phàm ca ca, anh nhìn kìa, trường học của em cháy rồi. Trường trung học Lữ Sinh Minh Văn đã bị thiêu rụi. Cũng có nghĩa là họ đã chặn đường vào của yêu ma thành công. Sao lại không nhìn thấy Trinh Quân Quan? Chẳng lẽ những người khác đều chết tiệt. Ta yểm trợ đằng sau, hai người đi trước đi. Tâm hạ, chúng ta lên thiên đài. Họ là anh hùng chân chính của Bắc Thành, tuyệt đối không thể nào thấy chết mà không cứu. Vân Ba, bỏ đi, chúng ta không chạy thoát được đâu. Nói gì vậy, đám xúc sinh này không thể nào đuổi theo chúng ta đâu. Ta nhất định là đưa người thoát khỏi đây. Chết tiệt. Xem ra mình cũng sắp phải đi cùng họ rồi. Chết tiệt, phải kết thúc ở đây hay sao? Đốt cháy lên đi. Liệt quyền, liệt quyền, oanh thiên. Giật cả mình. Ai vậy? Mau đi thôi. Đó là Mạc Phàm. Hắn đã có thực lực của trung giai rồi sao? Mạc Phàm ca ca, thế nào, có phải là rất đẹp trai hay không? Đội trưởng, chỉ còn lại một tinh đồ chi thư,
không lo được cho người khác nữa rồi, phải nhanh chóng đưa Tâm Hạ rời khỏi đây thôi. Là xe máy ám thạch quân dụng. Tốt rồi. Ngồi vững nha. Chỉ mới một đêm mà Bắc Thành đã trở thành địa ngục nhân gian rồi. Cái chết của đám Hạ Vũ. Cảnh Tiểu Hầu lức lờ nói muốn trở lên mạnh hơn in sâu trong đầu. Xua cũng không xua đi được, đêm đó chúng ta đã mất đi quá nhiều. Mình vẫn còn may mắn, ít nhất Tâm Hạ vẫn an toàn ngồi bên cạnh mình. Tâm Hạ, chúng ta sắp tới nơi rồi. Tâm Hạ, anh nghe nói có một loại dược ma cụ. Giả dụ chân của em vẫn không trị được thì sẽ biến em thành hoa tiên tử nhé. Rất, rất đắt hay sao? Không sợ đắt, ca ca có bản lĩnh kiếm tiền mà. Còn có thể mua cho em nhiều cái có hình dạng khác nhau nữa. Loại lông vũ này, hồ điệp này, tinh linh nữa. Được rồi ngoan, đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi nhé. Đừng chắn đường, tránh ra nào. Ây, khăn tay. Ý, không biết là lúc nào thảm họa này mới kết thúc. Chà, trông kìa thiên ưng. Là tăng viện. Quá tuyệt rồi, lần này Bác Thành được cứu rồi. Lập tức tiêu diệt hết yêu ma ở trong thành, giết hết không tha cho con nào cả. Giết. Phong Bàn, Thiên Na, Nham Trướng, Lân Thạch, Liệt Quyền Viêm Long. Là đội thiên ưng. Chà, cho dù giữ được Bác Thành cũng không thể nào sinh sống ở đây được nữa. Chắc chúng ta sẽ được sắp xếp đến thành phố khác. Con trai, con cũng là Nam Tử Hán đầu đội trời chân đạp đất rồi. Con quyết định đi đâu, cha sẽ theo con đến đó. Thế thì chúng ta đến Ma Đô đi. Tâm Hạ, em nói xem, nếu đột nhiên trên đường cao tốc xuất hiện yêu ma thì phải làm sao? Căn bản là không có chỗ nào để trốn. Chúng ta hoàn toàn trở thành xúc xích ở trong miếng bánh mì. Đường cao tốc nằm trong kết giới an toàn, có kết giới bảo vệ rồi mà. Mạo Phạm ca ca, sao trông anh giống như là xuyên không đến vậy? Đúng vậy, anh đến từ thế giới khoa học. Trường học đó ở đâu? Có mà, có học ma pháp vô vị này đâu. Đầu là khoa học cả thôi. Nói linh tinh gì vậy? Đám thanh niên ngày nay thật chẳng tôn trọng các nại, các đại ma pháp sư đã cống hiến cho nhân loại trong lịch sử chút nào cả. Lão tiên sinh, con trai tôi thích nói những thứ kỳ lạ, đừng để bụng. Tiên sinh cũng đến Thượng Hải hay sao? Đúng vậy, vừa mới xong hội thảo ở Hạ Môn. Hội thảo, chẳng lẽ tiên sinh là một giáo sư? Đúng thế. Bỉ nhân bất tài, dạy lịch sử ở Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ. Hiện mình đang cần gấp cơ hội để thức tỉnh lần thứ hai, nếu có thể vào Minh Châu học phủ. Lão tiên sinh, Minh Châu học phủ có đặc biệt chiêu sinh hay không? Cái gì, ngươi muốn vào Minh Châu học phủ hay sao? Vốn có dự định thi vào đó. Thế thì ta khuyên ngươi là vẫn nên an phận đi thì hơn, trừ khi là nhân tài hiếm có, nếu không thì không bao giờ. Minh Châu học phủ bọn ta đặc biệt chiêu sinh. Thế thì tiên sinh nói rõ xem, rốt cuộc là có hay là không đi? Có, nhưng ta không nghĩ là người bình thường có thể hoàn thành được. Ngươi tưởng rằng Minh Châu học phủ là nơi mà ai cũng có thể vào được hay sao? Đã đến trạm Thượng Hải, đến nơi rồi. Ta cáo từ trước, có duyên sẽ gặp lại. Tàu điện ngầm ở Ma Đô. Ây ô, đừng chen lấn, làm gì thế lợi dụng hả? Lên đi, lên nhanh đi, cứ đứng ở cửa làm gì vậy? Cuối cùng cũng vào được rồi. Mạc Phàm ca ca, anh nói xem, có khi nào chúng ta lại phải ở căn phòng giống như là Nguyên Tiền? Cô bé ngốc, Ma Đô toàn là nhà cao tầng. Tiểu Tâm Hạ của chúng ta có phúc lắm đó. Nơi này,
còn tồi tàn hơn cả Bắc Thành sau tai họa đó. Ít nhất là có tòa nhà cao tầng thật, sau này ngày nào cũng có thể xem mặt trời mọc rồi. Giá phòng ở Thượng Hải quá cao, lạn dân của Bắc Thành lại quá nhiều, nên chỉ có thể sắp xếp cho chúng ta ở đây thôi. Tuy phải ngồi tàu điện ngầm 2 tiếng mới tới trung tâm của thành phố, nhưng ở đây cũng khá là yên tĩnh. Con và Tâm Hạ có thể yên tâm mà học tập. Cha đã tìm được một công việc ở gần đây, kiếm đủ tiền rồi sẽ đưa hai đứa đến phòng rộng hơn. Tốn tất cả những gì tích góp được mua tinh chi ngân, luyện tập trung giai quả nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng lại không biết thực lực đã đến trình độ nào rồi. Số nạ, đây có phải là số điện thoại của Mạc Phàm hay không? Cô Đường Nguyệt. Cậu trốn cũng kỹ thật đấy, ta phải hỏi chảm không mới biết cậu đang ở khu tái định cư ở Thượng Hải. Khu tái định cư này cứ như là cách ly với thế giới bên ngoài vậy, nhưng lại là nơi thích hợp để tĩnh tâm tu luyện. Chuyện đó để lúc nào rảnh thì nói, hiện tại ta đang chấp hành nhiệm vụ ở Hàng Châu, đang cần một nôi hệ pháp sư. Nếu cậu không bận thì qua đây một chuyến đi. Chấp hành nhiệm vụ, nhưng em còn chưa luyện thành tinh đồ. Không sao, ta chuẩn bị tinh đồ chi thư giúp cậu. Lần trước cô Đường Nguyệt vừa ra tay đã có ngay 4 tấm, rốt cuộc là cô ta có lai lịch như thế nào? Cô à, rốt cuộc nhà cô làm gì vậy? Chẳng phải món đồ đó có tiền cũng không mua được hay sao? Hỏi thế làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ không thiếu phần cho cậu đâu. Rốt cuộc là có đến hay không? Có, đương nhiên là có. À mà tiện thể cho hỏi, có giác tỉnh thạch hay không? Giác tỉnh thạch, được. Làm xong nhiệm vụ này ta có thể dẫn cậu đến Hiệp hội Ma Pháp Giác Tỉnh. Làm xong vụ này. Hàng Châu, trấn Hí Thủy. Đã đến đích rồi, hướng dẫn lần này đến đây là kết thúc. Gian khách trạm này chính là đây rồi. Cô Đường Nguyệt lâu rồi không gặp, vẫn đẹp ngây ngất lòng người như vậy. Cậu đến rồi à, cũng đúng giờ đấy. Tuổi còn trẻ mà đã là trung giai ma pháp sư rồi, không tồi đấy chứ. Ngồi đi, uống gì? Nước khoáng là được. Cô Đường Nguyệt, cô cũng không lớn tuổi lắm phải không? Nhưng đến hiện tại ta vẫn không thể nào nhìn ra thực lực của cô. Được rồi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Ta biết cậu muốn hỏi lúc Bắc Thành gặp nạn ta đang ở đâu. Cô giáo, cô không phải là chủ mưu đằng sau của Hắc giáo đình đấy chứ? Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Cậu biết hiệp hội thẩm phán của hiệp hội ma pháp chứ? Từng nghe danh qua, nghe nói là chuyên truy bắt ma pháp sư vi phạm công ước. Thực ra ta chính là một trong số thẩm phán của Hiệp hội Ma Pháp. Bọn ta đã phát giác ra kế hoạch về Bắc Thành của Hắc giáo đình, nhưng đáng tiếc là không thể ngờ rằng âm mưu của chúng lại lớn đến vậy. Với sức mạnh của cá nhân ta thì nhiều nhất là chỉ có thể kiềm chế gia hỏa tên là Tát Nãng mà thôi. Hắc giáo đình đã lên kế hoạch nhiều năm, phía trên lại chỉ phái mình cô đến, chứng tỏ chuyện của Bắc Thành vẫn chưa được coi trọng. Ta hiểu tâm trạng của cậu, sự can thiệp của truyền thông, cộng thêm tài liệu ta đưa lên, tin rằng cao tầng của hội thẩm phán sẽ trả lại công đạo cho Bắc Thành. Cô Đường Nguyệt, tìm ta đến rốt cuộc là có nhiệm vụ gì vậy? Với cả, sao trong thị trấn này lại khô hạn đến vậy? Quả nhiên là quan sát rất tỉ mỉ, nguồn nước ở toàn bộ thị trấn này đều bị cạn khô hết rồi. Có thứ quỷ quái gì? Có thứ gì đang tắc quái hay sao? Trước mắt vẫn chưa rõ, vì thế mới mời cậu đến giúp. Thế thì cô tìm đúng người rồi. Thân phận của ta hơi mẫn cảm, dễ bị phát giác. Lát nữa, cậu giúp ta đi theo dõi hắn. Có lẽ hội thẩm phán sẽ có thể điều tra được manh mối gì đó từ nam nhân bị truy nã này. Tội phạm bị truy nã. Thời tiết này cũng nóng quá đi. Để mặt cô Đường Nguyệt lại đưa cho nhiều tinh đồ như vậy, ta mới ngoan ngoãn đi theo dõi tiên kiều. Ma pháp sư tâm thuật bất chính, làm không ít việc thương thiên hạ lý, giết người cướp của. Hắn giết rất nhiều ma pháp sư, chẳng kém nào yêu ma. Cô Đường Nguyệt, ta e là không đối phó được với tội phạm truy nã ác độc như vậy. Cậu nhận lấy bấy nhiêu trước đi. Không nên quá phụ thuộc vào tinh đồ chi thư, nếu không sau này rất khó độc lập phóng thích ra trung giai ma pháp. Lần này sẽ từ bỏ,
Não bá, người còn nhớ chỗ này bắt đầu khô hạn từ bao giờ hay không? Chắc là khoảng 10 ngày trước, hôm đó đứa trẻ nhà tôi chạy ra đó bơi, kết quả là chúng quay về lối hồ nước ở đó quá lâu không thể nào bơi được. Ồ, cảm ơn bá, ta đến đó xem thế nào. Cậu đừng đi thì hơn, ở đó chẳng khác nào bị cháy, nhiệt độ khu đó cực kỳ cao. Không sao, xem ra là hắn muốn đi bơi. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng đi theo. Cô Đường Nguyệt, ám ảnh hệ kỹ năng của cô cũng quá dọa người rồi. Xem ra cậu đã điều tra ra manh mối rồi. Đúng vậy, hình như hắn cũng đang tìm nguyên nhân khô hạn. Đi thôi, không lâu nữa nơi này sẽ càng tập trung nhiều người hơn. Nhìn mức độ hạn hán ở đây thì ít nhất là cũng phải 2 tháng rồi. Tại sao lại thành ra thế này? Tiếp tục theo dõi người đó đi, rất nhanh sẽ có đáp án thôi. Đi theo hắn thì thật sự là có thể. Che đậy khí tức. Cô Đường Nguyệt, yên lặng. Các người cứ tin ở ta, chắc chắn nơi này có hỏa hệ linh chủng. Phan Hùng, ngươi đừng có mà chơi lão tử đấy. Chúng ta bỏ một vụ dễ kiếm tiền để đến đây. Nếu mà không thu hoạch được gì thì cứ để xem ta xử lý ngươi kiểu gì. Theo như ta thấy thì nơi này khô hạn đến mức này, rất có khả năng là có hỏa hệ linh chủng. Nhưng Phan Hùng à, là một hỏa hệ pháp sư, ngươi sẽ không muốn một mình nuốt trọn đấy chứ? Không thể nào, ta gọi anh em đến đây chắc chắn là sẽ chia đều rồi. Thế thì chúng ta mau chóng đi tìm thôi. Não tử đang đợi phát tài đó. Hỏa hệ linh chủng, lúc ở trường chưa từng nghe qua. Cô đột nhiên mất trí. Mình muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Được rồi, còn ngây ra đó làm gì nữa, bọn họ đi rồi kìa. Cô Đường Nguyệt, hỏa hệ linh chủng mà họ vừa nhắc đến là gì vậy? Thiên địa sinh ra nguyên tố, mà nguyên tố cũng sẽ chia phẩm giai dựa theo môi trường mà chúng tồn tại và phát triển. Ví dụ như ở một vài nơi đặc biệt, hỏa nguyên tố hoạt động tương đối mạnh mẽ, sinh ra hỏa chủng có linh tính. Nếu hỏa hệ pháp sư thu nạp được hỏa chủng này, thì uy lực hỏa hệ kỹ năng của người đó sẽ tăng lên gấp bội. Tăng lên gấp bội? Thế thì chẳng phải là cho dù là sơ giai ma pháp sư cũng có thể lập tức giết chết tam nhãn ma lang hay sao? Đúng vậy. Trên thị trường thì giá của hỏa hệ linh chủng phổ thông nhất cũng đã lên đến 20 triệu rồi. Vì thế tên liều mạng vừa rồi và có cả điệp pháp sư mới bất chấp như vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra là hình như Mục Linh Tuyết chính là thiên sinh cái gì ấy nhỉ? Đúng thế, có một vài thế gia đại tộc sẽ có một vài người mới sinh ra đã có linh chủng. Quả nhiên là cỏ dại thì không thể nào có đường sống. Nói một cách khách quan thì thiên sinh song hệ được ái sủng hơn Mục Linh Tuyết, nhưng nhược điểm lại là phải đầu tư nhiều hơn để tu luyện. Vì thế ta mới kiến nghị ngươi gia nhập một thế lực lớn, tài đại khí tổ. Cô Đường Nguyệt, ta thấy cô cũng khá là có đấy chứ, hay là ta đi theo cô lăn lộn, sau này dầu sôi nửa bỏng cũng không từ, lại còn dám khua môi múa mép nữa. Lại có nhiều người hơn rồi, quả nhiên là không thể nào giữ kín được những thông tin như thế này. Phan Hùng, nếu không muốn sau này làm ăn mày Hàng Châu, thì lập tức dẫn người của ngươi cút đi. Ơi, hỏa hệ linh chủng mà Đông Phương Thế Gia bọn ta nhắm chúng, không có lý nào lại phải chia phần cho người khác. Đông Phương Thế Gia là nhà nào, khẩu khí thật là huênh hoang. Đông Phương Thế Gia nổi tiếng với hỏa hệ. Nơi này lại là địa giới của họ, không có lý nào lại nhường cho kẻ khác. Đừng hòng, đến trước thì được. Người người cũng có phần, dựa vào đâu mà nhường cho các người? Thế thì đừng trách bọn ta không khách khí. Kỳ nạ, nam nhân đội mũ mà chúng ta theo dõi đâu rồi? Ây, vậy chúng ta phải làm sao đây? Họ sắp đánh nhau rồi, chúng ta đứng xa ra một chút, tránh bị ảnh hưởng. Đó là cái gì? Cái này gọi là độn ảnh, là ám ảnh hệ sơ giai kỹ năng. Ơi, vừa rồi
mà muộn một chút thì chúng ta sẽ gặp phải kết cục như cái cây đó rồi. Chúng đông người, chúng ta đánh thế này cũng không phải là cách hay. Các ngươi yểm hộ cho ta, để chúng nếm mùi liệt quyền của ta. Bị ổi, trốn đằng sau bức tường nữa thì đâu phải là lam nhân. Trốn, thế thì ta sẽ để các ngươi nếm mùi. Liệt quyền, oanh thiên. Nham trướng, lân thạch. Ngài không sao chứ? Hôm nay ta lẻ mặt niệp giả, viên minh các người. Còn không mau cút đi thì ta sẽ thiêu các người thành cho bụi hết cả lượt. Chúng ta đi. Đán niệp pháp sư này thật không có khí phách gì cả. Tiếp tục liều có khi lại có thể thắng. May mà chúng biết điều, nếu đánh tiếp thì e là chúng ta tổn thất lớn. Đúng vậy, tinh vân của ta cũng sắp cạn kiệt rồi. May mà Tuấn ca dọa được chúng. Được rồi, người đã đi rồi, chúng ta bắt đầu thu bảo bối thôi. Nói trước là thứ này thuộc về ta, các người tự nhiên cũng sẽ được hưởng lợi. Đúng thế, đương nhiên là thuộc về người, chúng tôi nghe người cả. Xin lỗi, thứ này thuộc về ta rồi. Nhưng mà, nếu tâm trạng ta tốt, thì có thể để các người chết một cách thống khoái một chút. Không hay, là chớ chú hệ. Mau chạy đi. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì không xuất hiện quá sớm. Nếu không, hy vọng họ có tâm linh hệ hoặc là quang hệ pháp sư. Nếu không thì khó thoát khỏi cái chết. Lôi hệ có tác dụng không? Tất cả những kỹ năng của tổ chú hệ đều là phóng thích xong từ trước đó. Cho dù là dùng lôi hệ giết chết người phóng thích thì cũng không làm được gì. Gia hỏa này thật là khủng bố. Người giết bọn ta thì Đông Phương Thế Gia tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Đúng là ngu xuẩn. Đến hội thẩm phán ta còn không coi ra gì, thì Đông Phương Thế Gia nhỏ bé các ngươi là cái thá gì chứ? Được rồi, đến lúc làm việc chính rồi. Nơi này rõ ràng là hồ chứa nước. Tại sao lại xuất hiện linh phẩm linh chủng? Chẳng lẽ, địa hỏa? Quả nhiên, nơi này lại có địa hỏa tinh khiết đến vậy. Nếu luyện hóa nó, thì thực lực của ta sẽ đại tăng. Người ở đây quan sát chuyển biến, ta ra tay trước. Được rồi, tiểu bảo bối, mau đến đây. Chim sẻ đằng sau đúng là càng ngày càng thú vị. Chiêu hách, tay ngươi lại nhuốm thêm máu của bốn người nữa rồi, lại đều là trung giai ma pháp sư. Ngươi không những phải nhận tử hình, mà đến cả linh hồn cũng phải tuyên phạt. Ồ, xem ra ta còn phải thêm hai tội danh nữa. Một tội danh trong đó chính là giết chết thẩm phán viên. Chẳng có gì để nói với tên, chẳng khác nào xúc sinh như ngươi cả. Cứ thế, đã muốn bắt ta rồi sao? Không còn bóng nữa, thì chắc chắn ngươi cũng không còn kế nào có thể ra được. Cũng không có kế nào có thể ra được nữa. Đúng rồi, quên mất chưa nói cho ngươi biết. Ta sớm đã phát giác ra các ngươi theo dõi ta rồi. Vì thế ta đã âm thầm bỏ thêm một ít nguyên liệu vào những thứ mà các ngươi ăn ở quán ăn rồi.